tác ở Tây Nguyên. Thì đầy áp luôn. Xin chào tất cả các quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm bữa thì Kim có chia sẻ với lại quý cô chú anh chị một cái video là Kim đang điều trị COVID ở bệnh viện Dã chiến Thu Dung số 11 ở bên quận 2. Thì hôm bữa thì Kim cũng đã có chia sẻ với cả nhà là Kim có cái xét nghiệm âm tính, CVR âm tính và bác sĩ cho về. Thì ngày hôm nay là ngày thứ tư Kim về nhà và Kim cảm thấy là sức khỏe của mình nó cũng đã tốt lên rất là nhiều rồi. Và hôm nay thì Kim chia sẻ cái niềm vui này đến mọi người bằng cách là thông qua làm một cái clip để gọi là để mọi người yên tâm hơn về sức khỏe của Kim cũng như là gia đình Kim. Thì lúc mà Kim bị là vào ngày 26 tháng 8 là bao nhiêu đó là Kim test nhanh là Kim bị mắc COVID. Và cho đến hôm nay là cũng là ngày 12-13 tháng 9 rồi. Và Kim về nhà cũng được mấy bữa rồi, sức khỏe cũng dần dần ổn định trở lại và bắt đầu mọi thứ đã tốt hơn. Thì hôm nay thì bà xã có đặt 1 ký cua với lại 1 ký ghẹ để gọi là bồi bổ sức khỏe cho cả gia đình. Nên là mình cũng chia sẻ cái niềm vui này đến với lại tất cả quý vị anh chị các bạn luôn và thông báo là sức khỏe của gia đình Kim đã tốt hơn nhiều rồi. Khi mà Kim bị mắc COVID như vậy thì cả gia đình bà xã cũng bị nhiễm COVID luôn và bé nhà Kim cũng bị luôn. Và sau khoảng một thời gian điều trị cũng như là mình tự cách ly, bà xã với lại bé nhà Kim là tự cách ly tại nhà, thì cũng đã sức khỏe đã dần dần hồi phục và đã gọi là tốt hơn rất là nhiều rồi. Và hôm nay thì Kim làm một cái clip để thông báo cái tin vui đến mọi người cũng như là có một cái bữa ăn gọi là sum họp gia đình để chào mừng mình quay trở lại. Đấy, rồi giờ thì Kim sẽ chia sẻ với cả nhà nhé. Hôm nay Kim bà xã có đặt một ký ghẹ với lại 1 ký cua đây. Cho cậu Khánh ra lấy đi rửa đi, Khánh. Đây, cái này là cái ghẹ này. Ghẹ rất là ngon luôn nhá. Đấy, đây là cua này, cậu Khánh lấy ra mọi người xem cua này. Cua này tầm bổ, cua sống. Cua này 3 con này, 1.4 ký đấy. Cua rất là to luôn, cua thịt nhá. Đấy. Đây, cua rất là bự luôn. Nói chung là mình không phải là ăn sang hay này kia, nhưng mà hôm nay nói chung là bà xã bảo thôi thì lâu lắm rồi, cũng mấy 3-4 tháng rồi ở trong nhà là cũng mình ít được ăn, với lại hôm nay là cũng bệnh mình mới bệnh nên là cũng cần tầm bổ nên là thôi mình đặt về mình ăn. Rồi chia sẻ cái niềm vui là sức khỏe của gia đình Kiên đã ổn định và tốt hơn rất là nhiều rồi. Đấy, rồi giờ mình sẽ chế biến và mình cùng thưởng thức nha cả nhà. Đây cậu Khánh đang rửa sạch sẽ để chuẩn bị hấp này. Cái để đó mình cọ cho sạch. Để cái dây cái cua mình tháo dây ra. Mình dẹ đang sống luôn đó. Sống rồi đó. Dạ, đang cọ. Cái hàng này là mình đặt ở bên chỗ một người bạn của mình nhá, nên là quý vị nào muốn ăn thì đặt phải ở Tân Phú là người ta giao tận nơi luôn. Ở đây thì người ta giao dạo này hình như là thành phố mình cho ship lên quận rồi đấy, nên là mọi người ăn thì cũng có thể là đặt hàng được. Kim sẽ để cái số điện thoại bên dưới cái phần miêu tả video để quý vị có thể đặt hàng nhé. Lấy cái bàn chải đó mình đánh cho sạch. Đấy, giờ thì cậu Khánh đang rửa cua để hấp cho quý vị. Lát nữa thì Kiên sẽ mời quý vị cùng thưởng thức bữa cơm với lại gia đình Kiên nhé. Để chào mừng mình quay trở lại. Sức khỏe mình đã tốt hơn rồi. Mình rất là biết ơn, nói chung là ông bà tổ tiên nó phù hộ để mình có thể là mình ngày càng hồi phục, sức khỏe ngày càng tốt hơn.
mong rằng thì tất cả quý cô chú anh chị các bạn trong mùa dịch này thì mình hãy giữ gìn sức khỏe này, rồi chăm lo cho gia đình người thân của mình. Sức khỏe là điều rất là đáng quý, như là có sức khỏe thì mình mới có thể làm được tất cả mọi thứ, còn nếu mà không có sức khỏe thì không có thể làm được gì hết. Đấy, nên là một cái điều rất là quan trọng là sức khỏe nha quý vị. Tiền tài vật chất bao nhiêu rồi mình mất thì mình có thể lấy lại được, nhưng mà sức khỏe mất đi, tính mạng mình mất đi thì mình không bao giờ lấy lại được hết. Nên là mọi người hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhé. Đây quý vị ơi, chín rồi quý vị ơi. Nó bị gãy hết càng ha. Đấy, để có cái nào còn càng thì nó đẹp. Đây, các con cua rất là bự luôn. Wow, thơm quá. Con này 6-7 lạng quý vị. Ba con này là 1,4 kg. Con này khoảng 5 lạng. Có con to là 5 lạng, còn con nhỏ là 4 lạng. Con này là 5 lạng này. Rồi, hấp dẫn quá. cái càng cái chân của nó gãy này. Rồi quý vị ơi, đây hôm nay bà xã chiêu đãi cả gia đình món cua. Đây, cua rất là bự luôn, cái càng này, cái càng to phải bằng 3 ngón tay đấy. Lâu lắm rồi, cũng mấy tháng rồi ha. Mấy tháng từ cái thời đợt mà cách ly đến giờ, cũng cái đợt mà giãn cách đến giờ đâu có ăn hải sản đâu. 2-3 tháng á. Cái càng quý vị này, thấy ngon không? Này là cua thịt nhá. Cái này kia mua 1,4 kg là 500 ngàn. Cái tư là 500. Rồi ăn đi cậu khách. Dạ. Ừ, ăn đi cho nóng. Hôm nay mời cả nhà cùng ăn với gia đình viên nhá. Nói chung là hôm nay về được về nhà rồi, khỏe hơn rồi. Nên là nay bà xã chiêu đãi món cua, cảm ơn bà xã nhiều. Rồi. Mình giờ mình coi cua nó có đặc không nha. Đây, bóc cái chiếc đi vào đây. Đây, quý vị thấy là cua không? Cái này là thịt này, cua này là cua thịt, không phải là cua gạch. Thịt cũng rất là đầy thịt luôn. Rồi, cái chân to, càng lấy mịn. Ừ, thơm lắm. Ừ, ngon. Ngon ha. Đây lắm rồi. Đây là cua. Đây mình chấm lại muối muối xanh. Cua này rất là chắc thịt nha quý vị. Quý vị muốn ăn thì mình để số điện thoại của đặt hàng ở dưới nhá. Mọi người giờ là hình như là thành phố mình cho ship lên quận á. À, đúng rồi. Cái báo viết sáng nay là ship lên quận được đó. Mới hấp ra này ăn nóng nó ngon. Hải sản phải nóng. Đây bà xã mình mới làm món ram nữa. Chả giò. Ai đặt hàng thì cứ nói ngay nha. Không biết làm món này. Đấy, thịt. Có đầy thịt không cậu Khánh? Dạ có. Chất lượng mà. Bữa này ngon. Thịt tươi mà. Năm tâm ok quá. Thịt tươi năm tâm. Phải là nó rơi vào 400 mấy hả?
không, 300 mấy. 300 mấy chứ. Rẻ chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Thứ tư hả? Ừ. Thứ tư mà có 500 ngàn à? 300 mấy. 300 mấy. 300 mấy vậy? Thịt chắc không quý vị? Không. Size ba con. Ba con khí, ba ba con kết luôn. Y3 ha. Ừ. À không, y mấy? Y2. Y4 mà, bao không? Y4 mà. Con gần 5 lạng rồi đấy. Ừ, con 5 lạng, phải Y5 chứ. Y5, ừ Y5. 5 nữa. Đâu Y2. Y2 là 2 con 1 ký. Ai biết thằng nào? Anh tưởng 5 lạng là Y5. Ai biết mình đâu bán cua đâu. Y5 là 5 con 1 ký. Chỉ ngọt thôi. Khoảng ra. Trời tự nhiên lâu lắm không ăn. Lần trước hay ăn còn còn nhớ là Y5 nhỉ? Là 5 lạng ký. 5 lạng con. 5 con 1 lạng. Okay. 5 lạng con. À con 1 con 5 lạng. Nói giết là lộn. Đúng rồi, lâu lắm không ăn á. Đúng rồi. Em mới ăn. Đúng rồi. Y7 là con 7 lạng. Thịt chắc ngon. Thơm thịt. Nói chung mình giờ mà mua được cua thịt chắc này hiếm lắm, ít. Khó mà ít. Thịt chắc còn ngọt thịt đó quý vị ạ. Tầm bổ sức khỏe cho ông xã. Cả nhà. Cái càng cậu Khánh là càng đầy ha. Dạ. Giờ cho quý vị xem. Càng thịt này. Càng thịt thấp xuống thiếu. À, dạ. À. Gần lại cho cậu xíu đi. Đây này, đấy cái camera này. À. Đấy quý vị thấy cái càng thịt đầy không? Quá đầy luôn. Ha. Hấp cho chị Minh nha. Ừ. Ba ăn. Còn ăn chưa đủ nữa thì đục thêm ghẹ ăn. Chiều nó còn mấy con ghẹ nữa quý vị ạ. Ghẹ to lắm. Ghẹ ngon lắm. Mà nay mới dám ăn. Nay mới ăn sang bữa. Thì đợt cách ly giờ mình... giờ mà ốm về rồi. Ốm về mới cho ăn. Nó về mới cho ăn. Ngày thường đâu dám ăn. Nói ăn mình còn sức khỏe là mình còn làm được. Lấy tờ giấy rồi. Ngọt kìa. Cảm ơn cậu. Quý vị thấy là cái càng của nó là thịt đầy ắp luôn này. Nhận đã còn tới quý vị. Thịt đầy ắp luôn. Chất lượng trên từng cái cá này. Mẹ dần nó ra đấy, bé nhà mình nhá, mình đang ăn cua đấy.
Bữa bé nhà mình cũng bị mấy bữa nhà quý vị nhiễm Covid mấy bữa. Con nít bị nhanh, con nít bị nhanh. Nhanh khỏi. May mắn là nói chung gia đình mình cũng bình an hết rồi. Không ai bị gì hết là được. Giờ chỉ có ăn uống là lấy lại sức rồi quý vị ạ. Mà ăn bữa cua đã ha. Không đã được. Chưa đã hả? Chục ký. Chưa đã chỉ có ăn bữa ghẹ nữa. Này, thịt đầy. Chà chà. Này, quý vị thấy cái càng của nó này. Thịt không. Mời quý vị nha. Ngon. Này, cái móc cây mà thịt nó dài. Rồi, mời quý vị nhé. Ngon quá. Cái hàng này nói chung là nó hơi hơi ốm tí nhưng mà nó vẫn đang còn chất lượng. Ốm cho nên đang gần đạt quá. 80%, 70%. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.